Huỳnh Tuấn Kiệt nên đấu với Vordis để chứng minh truyền điện là thật. Trưởng môn phái Đông Đô Trần Việt và trưởng môn Trúc Lâm Thái Hư Đỗ Nguyên Tùng khẳng định chẳng có quy định nào ngăn cản Huỳnh Tuấn Kiệt giao đấu với môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh Vordis. Trước những lời thách đấu từ chuẩn võ sư Vordis của phái Vịnh Xuân Nam Anh, phía Nam Hình Đạo cuối cùng đã phải chính thức ra mặt. Đại diện môn phái này khẳng định trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt của họ sẽ chỉ giao đấu với trưởng môn của Vordis là đại sư Nam Anh. Còn nếu Vordis vẫn muốn giao lưu, Nam Hình Đạo sẽ cử các võ sĩ ưu tú ra tiếp chiêu. Lập luận của Nam Hình Đạo đã vấp phải sự phản ứng dữ dội trong võ giới Việt Nam. Trưởng môn Trần Việt của phái Đông Đô, người đồng thời là thư ký chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam khẳng định không có quy định nào như thế, không có luật nào quy định trưởng môn chỉ đấu với trưởng môn, bởi trưởng môn chỉ là một danh hiệu nội bộ, các võ phái tự phong, đây không phải là một chức danh nhà nước quy định. Đồng quan điểm với ông Việt, trưởng môn Đỗ Nguyên Tùng của phái Trúc Lâm Thái Hư phân tích không hề có chuyện một trưởng môn chỉ đấu với trưởng môn có phải là võ sĩ không, võ sĩ thì tại sao không thi đấu? Nếu đã là một trưởng môn, đạo đức phải là tiêu chí hàng đầu. Đạo đức ấy, trước hết là sự thật, là sự chân thành. Ông Vordis biết thừa, thứ võ công truyền điện kia là bị đặt, không có thật. Ông ấy qua Việt Nam để lật mặt môn công phu này. Nếu ông Huỳnh Tuấn Kiệt làm được thì ông phải ra mặt. Còn nếu ông không làm được thì trước sau người ta cũng sẽ biết. Trước khi tới thành phố Hồ Chí Minh, võ sư Vordis đã có hai trận giao lưu với võ sư Đồng Bảo Châu và võ sư Trần Lê Hoàng Linh. Kết quả đều là những chiến thắng dễ dàng cho môn đồ Vịnh Xuân Nam Anh. Nguyên nhân thất bại của các võ sư Việt Nam phần nhiều là sự chênh lệch về tuổi tác và thể hình. Trước việc Huỳnh Tuấn Kiệt chỉ tiếp nhận lời giao đấu với người đồng cấp là trưởng môn Vịnh Xuân, đại sư Nam Anh, võ sư Đỗ Nguyên Tùng bức xúc. Võ sư Nam Anh bây giờ đã rất lớn tuổi, ông Kiệt này bao nhiêu tuổi mà thách đấu với ông kia? Mình là trưởng môn mà đi thách đấu với một cụ già 80 tuổi là thế nào? Mình nói ra điều đó thì mình học võ để làm gì? Ông Kiệt mà đấu với ông Nam Anh thì khác gì ông Vordis đấu với các võ sư Việt Nam ở ngoài Bắc. Phía Nam Hình Đạo do trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt lập ra hồi năm 1991, đến nay võ phái đã phát triển mạnh với trên 10.000 môn sinh ở miền Nam. Ông Việt cho rằng, về phương diện nhà võ, tôi đánh giá Tuấn Kiệt là một người giỏi, giỏi thực sự chứ không phải là giỏi tin đồn. Ông Kiệt đã xây dựng một môn phái hùng hậu, tạo được một đội ngũ võ sinh có kỹ thuật rất tốt. Như thế ông ấy không thể là người kém tài năng, phải giỏi thì mới làm được điều đó. Những thành tựu của ông Kiệt đã được Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam ghi nhận và phong cho ông danh hiệu Đại Võ Sư. Còn về kỹ năng truyền công, truyền khí mà ông Kiệt đã biểu diễn trên video clip, chúng ta chỉ nhìn bên ngoài thì không thể nói được, chúng ta phải trải nghiệm thật sự thì mới rõ được. Tôi nghĩ đó cũng là điều Vordis muốn sang kiểm chứng và là điều ông Kiệt nên làm. Hiện tại phía Nam Hình Đạo vẫn chưa chấp nhận lời thách đấu của ông Vordis. Võ sư Vịnh Xuân vẫn đang ở thành phố Hồ Chí Minh chờ ngày giao đấu Huỳnh Tuấn Kiệt. Trưởng môn Lâm Sơn Động, Lương Ngọc Huỳnh đã có những chia sẻ liên quan chuyện võ sư Vordis về Việt Nam thách đấu trưởng môn Nam Hình Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt. Sau nhiều lần lên tiếng chỉ trích thách đấu trưởng môn Nam Hình Đạo trên Facebook cá nhân, tuần trước võ sư Vordis đã về Việt Nam và hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh để mong gặp võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt. Tuy nhiên phía Nam Hình Đạo khẳng định trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt sẽ không thi đấu với võ sư Vordis. Ngay cả việc muốn gặp ông Kiệt của võ sư Vordis cũng không đơn giản, mà cần đáp ứng ba yêu cầu từ phía Nam Hình Đạo. Đó là cần có giấy giới thiệu từ trưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh, sự cho phép của cơ quan chức năng tại Việt Nam và đến với họ ký không mang tính khiêu chiến. Trước các diễn biến khá khó khăn cho Vordis, trưởng môn Lâm Sơn Động Lương Ngọc Huỳnh nhận định trước nhất cần nói sòng phẳng, công bằng là lỗi đầu tiên là ông Kiệt. Vordis vốn không biết ông Kiệt là ai và chẳng quan tâm chuyện đấu đá. Nhưng khi ông Kiệt đưa ra những video clip nội công tâm pháp gì đó thì Vordis mới phản ứng. Những clip đó theo em ông Kiệt lý giải thì chỉ những người tập luyện lâu năm mới có sự tương tác về nội công tâm pháp, tức ai tập lâu mới làm được, mới tập không làm được. Câu này cho thấy đầu tiên là anh biện luận không có cơ sở. Nếu nói tập lâu mới có tương tác thì bây giờ tôi với ông tập xem thế nào? Đấy chỉ là trò tự sướng thôi. Rồi đến chuyện phía ông Kiệt đổ cho học trò lộ ra những clip đó chứ không phải là chủ đích của mình. Những video này có mấy năm nay rồi, tại sao bao lâu thế? Anh không kiểm chứng, không có biện pháp kỷ luật rồi gỡ các clip đó xuống thì đã không bị phản ứng tác dụng như hiện tại. Khi không gỡ mà cứ để thì khác gì, làm ai tin thì tin, không tin thì thôi, cứ để thế cho vui. Có nhiều người khác tập võ cũng không tin, nhưng họ không muốn dính vào việc đó. Còn Vordis đến để muốn kiểm chứng khả năng ấy có thật hay không là quyền của anh ta.
Ví dụ tôi nói có thể hạ huyết áp xuống không? Nếu ông là bác sĩ không tin thì lấy máy đo đi, tôi sẽ làm được. Ví dụ Kiệt làm được thật thì bảo Vodet đến rồi làm cho anh ta xem. Có thể anh rất khỏe, tôi không làm cho anh ngã được, thì tôi cũng làm cho anh cảm nhận được là tôi có nội lực chuyển sang. Kiểu như vậy, chỉ cần thế thôi là câu chuyện khép lại rất đẹp, có tính nhân văn trong võ thuật. Khi đó hai bên sẽ không có những mâu thuẫn tiếp theo. Nhưng khi phía Canada có ý kiến như thế thì phía ông Kiệt trả lời mà cứ ABCD thì mới diễn ra câu chuyện như hiện tại. Nói tiếp về sự vòng vo của Nam Hành Đạo, khi bị Forrest chỉ trích, muốn tìm tới kiểm chứng sự thật, võ sư Lương Ngọc Hình cho hay, khi Forrest sang, nếu ông Kiệt có cách nhìn nhận hợp lý hơn thì mời luôn đến võ đường tham khảo, giao lưu võ thuật hẳn, đã rất đẹp. Nhưng ông Kiệt chẳng nói mà cứ cho học sinh viết trên trang web môn phái thì không phải là chính thống. Dù ông ấy xưng là tôi thế này thế kia, nhưng chưa ai nhìn thấy chữ viết của ông ấy. Sau này ông ấy bảo là học sinh viết, chứ không phải là ông ấy viết, thì chẳng ai nói được gì. Đây là câu chuyện loay quanh giải thích vòng vo. Khi Forrest còn ở Canada và chỉ trích võ công Huỳnh Tấn Kiệt vào Facebook, Nam Hành Đạo từng đăng tải thông tin trên trang web chính thức rằng chữ môn của họ muốn võ sư Vịnh Xuân phải xin lỗi thì mới đồng ý giao lưu. Khi Forrest còn ở Canada và chỉ trích võ công của Huỳnh Tấn Kiệt vào Facebook, Nam Hành Đạo từng đăng tải thông tin trên trang web chính thức rằng chữ môn của họ muốn võ sư Vịnh Xuân phải xin lỗi thì mới đồng ý giao đấu. Tuy nhiên võ sư Lương Ngọc Hình cho rằng chính Huỳnh Tấn Kiệt mới là người cần nói lời xin lỗi. Anh nên tiếp người ta đi, còn anh lại bắt người ta xin lỗi mình. Nếu tôi là Forrest thì tôi sẽ bắt ông Kiệt xin lỗi người Việt Nam.